khoai tây. Hey! Sáng thức giấc ôi kỳ ghê, hôm nay sao căn nhà yên thế. Hey! Chẳng có nguyên nhân chẳng hiểu do đâu mà thấy sao giàu giàu. Bố mang như ông dày la, tôi dâm ba câu thì mày lại lên tiếng. Rất rối sáng tối và friend hôm nay im im là chán thiệt. Tự nhiên lại chán thiệt. Hằng ngày đã quen với những điều phiền toái. Con như tiếng ong dày la. Hey! Con tiếng ma ba dày nhau. Bên kia chú chim vương ca. Bên kia chú chim hoang ca. Giờ dắt cho gia đình ta. Yeah! Hôm nay là một ngày đặc biệt, không có dành cho những chuyện vô viếng. Ngồi xa khoai tây vẫn ở trên tầng mây. Ta ngồi đây và vẫn cứ tám chuyện. Dẹp mấy thứ tầm thường qua đi, vì sẽ cứ luôn luôn suy nghĩ. Chúng ta có những củ khoai tây thật ngọt, vậy hãy cùng nó lên món cà ri. Tất cả phiền lo đều là ngọt ngào thế thôi. Cứ vô tư ngày thằng thời lo chỉ cái chuyện ông trời. Giấc mơ đời ta chỉ có thể tự mình vẽ ra. Và trong bức tranh này một ngày luôn luôn có cả gia đình ta. Rồi cãi nhau chú chú cả gia đình ta. Chúng ta luôn nghe gì bla 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 bla. Thế mà lại hay ha. Cả gia đình ta vẫn mãi nhộn nhịp và cứ thế buồn phiền trôi qua. Ngôi sao khoai tây. Trời đất ơi, sao mày coi cái phim cái gì mà tình cảm sướt mướt dữ vậy con? Rồi... Trời ơi! Khóc nữa! Khóc đâu ba! Gì? Ba! Cái cô mà nhân vật chánh hôm nay tội nghiệp lắm ba. Sao? Ba má bị đụng xe chết. Tôi cổ một mình của bươn chải của nuôi em. Mà có cái ông người yêu á, tham sang phủ khó để cổ vậy. Trời đất ơi, đàn ông mà coi phim khóc hù hù, nói đã rất đàn ông, không giống phụ nữ. Tôi chuyển cái kênh này coi. Ủa? Xin chào mọi người. Để bắt đầu cho chuỗi chương trình ẩm thực đường phố ngày hôm nay, thì Nghi sẽ dẫn mọi người đến một địa điểm mà Nghi vô cùng yêu thích. Đó chính là bánh tráng trộn cô Mười. Nào, đi theo Nghi nha. Ê, nhỏ này phải có con bé Nghi gì đó không? Ủa, cái con nhỏ này nó là bạn thằng Toàn. Phải không? Cha, cái vụ này con chưa nghe thằng Toàn nó nói nha. Hai đứa nó quen nhau hả? Tụi nó quen nhau thiệt rồi. Bây giờ chỉ cần thằng Toàn thông báo là làm đám cưới thôi. Ê, giờ nó nói con biết hả? Nó là con của con mà ba. Nó không cần nói con cũng hiểu là nó cần gì. Gì vậy? Đây nè, bây giờ ông phải chuẩn bị quần áo nha. Coi coi thích cái gì thì tôi mua cho ông nha. Để chừng nào mà bên nhà gái người ta cần gặp mặt á, mình cũng có sẵn rồi. Đây 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 đây. Tôi thích cái màu hồng cánh sen. Tôi mặc cái màu hồng cánh sen là tôi rất trẻ. Trời ơi ông ơi, cái trang này là trang phụ nữ của người ta. Đây đây, cái trang đàn ông bên đây nè. Bên đây nè. Đây nè. Nói nó là đàn bà nó không có chịu đâu. Mình nó cho hồng cánh sen à. Con là đàn ông đó ba. Đàn ông lắm. Cái gì vậy? Sao mà đồ quần áo đàn ông gì xấu quá vậy? Đúng rồi, đàn ông nó không có chịu đâu, xấu lắm. Nó thích mặc đầm. Lửa, không phải ba để con lửa đi. Hãy cho lửa đi. Để ông lửa đi mà ba. Sao? Anh thích cái màu vàng. Ý. Cái gì? Màu vàng. Màu này hả? Ok. Trời đất ơi, đàn ông mà mặc hồng tím vàng. Không ba, cái này là vàng chanh, chấp nhận được. Được rồi, để tôi coi coi tôi nghiên cứu nha. Hồng tím vàng, trời hồng cánh sen rồi đó chứ mà hô đàn ông đó. Bởi vậy là ba vừa bị lạc hậu. Sao lạc hậu? Bây giờ các giới người ta mặc những cái màu phải nổi, đẹp, nó giống giống nhau. Để nhìn gì? Nó trẻ trung. Trẻ trung. Tôi ớn ông quá. Ủa cái gì vậy? Bánh. Trời đất ơi, thân hình vậy mà cứ ăn bánh hoài, ăn hoài. Nhồi vô hoài, điếc như con heo á. Quá à. Gì nữa? Đứng ghế sắp tới con đi học. Thôi vận động đi, ra ngoài mày sân mà tập thể dục thể thao rồi vận động lên. Học yoga. Cái gì? Đàn ông mà học yoga. Cái môn đó tôi dành cho phụ nữ ông ơi. Đàn ông là phải tập võ. Đi học taekwondo đi. Bây giờ bây vậy? Gì vậy? Thôi con nói cái gì ba ra, ba cũng ra con ấy vậy. Trời ơi, đàn ông mà mới nói tới mà giận dỗi rồi đó. Đó, tôi ghê. Nhất cái đầu quá đi. Trời ơi. Tuyệt. Gì? Bà nhìn tôi có thấy giống đàn bà không? Ngay lần đầu tiên gặp mặt đã thấy ông không giống đàn ông rồi. Thiệt tình. Ngày mai tôi sẽ đi học võ cho bà coi. Tùy ông thôi. Sao bà không quan tâm cho tôi một chút nào hết vậy?
tại sao vậy? Trời ơi. Ông Tính ơi, dạo này làm như tôi không còn nam tính nữa thì phải. Tự nhiên trời sao khoái màu hồng cánh sen, màu vàng chanh, rồi tự nhiên dễ xúc động, rồi dễ khóc nữa. Vậy là có sao không ông Tính? Không có sao. Cái trường hợp đó là do tại anh lớn tuổi rồi, thì cái hormone nam á nó cũng giảm đi, rồi cái hormone nữ á thì tăng lên chút đỉnh thôi. Thôi, tôi không muốn như vậy đâu. Bây giờ mình phải làm sao? Hay là bây giờ tôi đi học võ, tôi học võ thì tôi sẽ tăng thêm cái phần nam tính. Tôi có thể tôi đi tập tạ, hoặc là tôi á. Đây nè, mặc dù là không có liên quan, mà thôi anh tập cũng được. Tập đi có sức khỏe đi, rồi cái cảm xúc của anh á nó cũng sẽ thay đổi theo. Quyết định vậy đi. Em nghe chị. Em mới ăn cơm xong. Cappuccino á, để em mua cho. Nhưng mà lầu mấy ta? Em biết rồi. Dạ em chào chị. Chị đang muốn thử sản phẩm này ạ. Sản phẩm này bên em đang rất là hot, rất là được nhiều khách hàng ưa chuộng. Em thử cho chị nha. Đây em đeo vào thử cho chị nha. Wow, tay chị trắng đeo lên rất là đẹp. Sản phẩm bên em đang giảm giá 20% đó chị. Chị có 20% đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Thích cái này hả? Dạ, đâu có. Cảm ơn chị. Anh Toàn cũng đang đi coi mọi người set up cửa hàng hả? Em xin phép đi trước. Ủa sao chú không tập chú? Thầy con hơi mệt, thầy cho con nghỉ chút xíu thầy. Cảm ơn thầy. Rồi, mọi người nghỉ ngơi 5 phút. Con xin lỗi thầy, con đến trễ. Con vô thay đồ đi con. Dạ. Dạ nè con. Đau, đau quá. Con ngay móng quá. Chú là ba của Hạnh đúng không? Ủa con biết chú hả? Dạ. Nhớ rồi. Cái hôm đám cưới của con Hạnh là con bắt cóc chú phải không? Con xin lỗi chú, tại hôm đó gấp gáp á nên là con nhắm mắt làm liều thôi. Không có sao con ơi, nhờ con á mà bác mới được cái dự đám cưới con Hạnh á. Ủa mà con cũng học ở đây hả? Dạ con mới học được một hôm thôi. Một hôm á hả? Chú cũng vậy đó. Thôi con ơi, có người quen là vui rồi ha. Dạ. Rồi thái độ ra sống đấu liền. Dạ. Hả? Em làm gì trong phòng anh vậy hả? Hả? Em đâu có làm gì đâu. Tính kiếm cái iPad nè. Mà tự nhiên phát hiện ra hộp này á. Anh chuẩn bị tặng ai hả? Hay thiệt đi. Cái gì? Không phải chuyện của em nha. Nhiều chuyện quá hả? Về phòng đi. Giả bộ không nói hả? Vậy thì... Mẹ! Anh Tài! Trật tự! Làm cái gì hả? Ê! Nè! Coi như là phí bịt miệng anh á. Em tuyệt đối, anh yên tâm, không nói với ba mẹ đâu. Em nghĩ em tin em hả? Lần trước em cũng hứa với anh, cuối cùng em cũng kể hết cả nhà nghe đó. Lần trước khác, lần này khác anh. Em chắc chắn, yên tâm nhá. Tạm tin. Thôi về phòng chơi gì chơi đi, tôi còn làm việc nữa. Dạ.
Bye bye, anh làm việc tốt nha. Làm sao để tặng cổ đây? Hay là mình mời cổ dân riêng rồi mình tặng? Trời đất ơi, mới tập có một ngày á mà thấy là đàn ông rồi đó hả? Nói phải khoe chứ, gặp cô gái đẹp cho nó khí thế luôn, tập hừng hực luôn, kiểu chứng tốt. Vậy là tôi vẫn còn là đàn ông chứ hả? Chúc mừng ông đó. Mai là nhờ tập võ đó. Bây giờ người nó mạnh mẽ mà nó như là sóng vỗ bờ vậy đó. Đây là thông tin của trung tâm thương mại Blue Sky. Dạ. Anh đang muốn đưa sản phẩm của công ty mình vô trong đó. Em với phòng marketing làm cho anh một bản chiến lược đi, làm cụ thể ra rồi chiều nay giao lại cho anh. Dạ anh biết rồi, em xin phép. Xong đi nè. Dạ anh còn chuyện gì nữa hả? Sao anh? Không có gì đâu, đi làm tiếp đi. Chỉ là món quà thôi mà, vậy cũng không dám tặng nữa. Đúng là nhát. Right. Hỏi gì mày? Rồi. Người chiến thắng là Trâm. Con ở đâu? Trâm. Chú Sang. Dạ có con thầy. Chú đấu với Mina được không? Dạ không thành vấn đề thầy. Tuy hai người không cùng hạng cân, giới tính khác nhau, nhưng cũng vừa mới học nên có thể đấu được với nhau đó. Dạ con sao thì cũng được, quan trọng là cháu nó có dám hay không thôi. Dạ con không sao. Vậy xin mời. Đối với phụ nữ thì bao giờ cũng sẽ nhẹ tay nha. Right. Hỏi cho mày. Vô. Rất nhẹ, quá nhẹ. Phải mạnh lên. Ra đòn là phải có lực cho hai cánh tay. Vô. Mạnh lên. Nhẹ hơn. Ta bảo là lực phải mạnh, con hiểu không? Lực vào hai cánh tay, hiểu chưa? Tiến lên. Chút xong hả? Chút con xong hả? Chú. Sao tôi lại ở đây? Dạ tại vì con đã trúng cái chỗ này. Chú cần kiểm tra lại không ạ? Không, tôi tự lo được, hai người về trước đi. Mà chú Hình Anh sang xuống phòng kiểm tra. Dạ. Chú đi được không ạ? Chắc không rồi đó. Để cháu đi lấy. Chị ơi, khỏi, thầy giúp con một tay. Là gì? Đi lên này. Chú nhẹ. Ngồi đi anh. Ngồi gì nổi. Thì gái cố gắng ngồi chứ không lẽ giờ anh đứng. Chịu thôi chứ sao. Tôi có sao không Tính? Không sao đâu, bị đá trúng chỗ hiểm mà nó sưng hơi to chút xíu vậy thôi. Vậy là sau này tôi có bị cái gì không? Anh yên tâm đi, điều trị khoảng chừng 2 tuần là khỏi thôi.
làm ơn nói thiệt với tôi đi. Sau này tôi cũng còn là đàn ông nữa ông Tính. Tuy là nó có bị thương chút xíu, nhưng mà không tới mức độ đó đâu. Vậy là có ảnh hưởng rồi. Tôi biết có ảnh hưởng nặng lắm phải không Tính? Tính ơi, trước đây tôi đã không đàn ông lắm rồi. Nè, bình tĩnh đi. Mức độ nào á thì phải khám mới biết chính xác được. Lần này là bắt nhiều hóc môn nam lắm. Cả lít chưa chơi. Sao tôi khổ vậy? Không. Mọi người ơi, ba về rồi nè. Ủa? Rồi sao rồi? Bây giờ con thành phụ nữ rồi phải không? Con nói nữa. Trời đất ơi. Người ta muốn học yoga, bắt người ta đi học nhỏ. Giờ nó nhập hết trơn rồi. Gặp quá. Ủa con tiến tới thời kỳ tiền mãn kinh rồi hả con? Con nói nữa hả? Ba bắt đầu cho con đi. Sao vậy? Tập cái kiểu gì mà để bị như vậy? Hả? Mình ơi. Sao? Tôi xin lỗi mình. À, mất hết rồi. Cái gì vậy? Mất hết là mất làm sao? Hả? Mất cái gì? Trời ơi ba. Đi nổi không? Tối nay anh muốn mời em đi ăn 7 giờ ở nhà Nông Lá, được không? Vô đi. Chú vô phòng họp không có thấy con. Sức khỏe con có vấn đề hả? Mình có cần quản lại cuộc họp không? À không, không vấn đề gì đâu. Chú cứ qua phòng họp trước đi, tôi qua liền. Ồ. Giám đốc ơi. Tại sao vào không biết có cửa vậy hả? Xin lỗi giám đốc, tại vì có khách hàng chờ giám đốc ở trên phòng họp, gấp lắm ạ. Được rồi, tôi qua liền. À, cầm tập hồ sơ này photo cho 5 bản. Dạ. Sao còn đứng đó nữa? Dạ, khách hàng đang chờ gấp lắm giám đốc. À, được rồi. Sếp, sếp, tranh thủ sếp, khách hàng tới đủ rồi đó sếp. Ta nói dự án này mà thuận lợi hả, là cho anh thu 6 tháng tiếp theo á, chắc chắn sẽ tăng đáng kể đó sếp. Mà sếp, công nhận sếp tài giỏi thiệt chứ, mối quan hệ rộng nữa, ai cũng quen hết. Sếp số 1 á sếp. Mình đi sếp. Sao râu mình lại mọc chậm vậy ta? Da mình nó cũng mịn hơn xưa. Ông định đi ra ngoài hả? Tôi đi học võ. Ủa, đi học võ là sao mà sức kem chống nắng? À, bà nói đúng đó. Ông càng ngày càng giống con gái đó. Mình giống đàn bà đó như vậy sao? Không còn làm đàn ông được nữa sao? Nè, ông sao vậy? Hả? Hả? Ông Sang. Chú có khỏe không ạ? Ờ, khỏe. Rồi nói chung cũng trở lại thời kỳ phong độ hồi xưa. Xin lỗi thầy, con đến trễ. Ừ, con vô thay đồ đi con. Ừ. Chú. Chú đỡ đau chưa? Cũng đỡ rồi. Đỡ rồi con. Giờ nhìn nó cũng không thấy đẹp nữa. Vậy thì tốt quá, con cứ tưởng là chú bị gì. Cười cũng không thấy đẹp. Vậy là xong rồi.
không còn làm đàn ông được rồi, tiêu thiệt rồi. Toàn, em ngồi đi. Tặng cho em nè. Cái gì vậy? Em mở xem. Sao vậy? Em không thích hả? Em thích chứ. Nhưng mà em thích anh đeo cho em hơn. Đẹp quá à. Sao Nguyễn à? Anh anh yêu em. Em cũng dạ, thế anh có công nghi đến ạ. Cảm ơn anh. Anh, em tới rồi nè. Trời ơi á, anh hẹn 7 giờ mà bây giờ em mới tới được. Đừng giận em nha. Em vừa mới quay xong một cái là em qua đây liền rồi đó. Vậy hả? Ây da, thiệt là mệt quá. Cảm ơn lời khen của em. Anh chưa lưu số điện thoại của em đúng không? Để em lưu dùm cho. Tại vì lúc sáng bận họp cho nên. Để em lưu dùm cho. Ấy với em nè. Biết đâu sau này anh lại muốn gọi cho em thì sao? Mệt quá. Không sao đâu, em bận rộn mà. Anh biết hôm nay là sinh nhật em hả? Thiệt là xúc động quá đi. Em nói sao? Trời ơi, đến quà còn chuẩn bị rồi kìa. Cái này, hôm nay là sinh nhật của em thật hả? Anh lại còn diễn nữa. Anh đúng là có khả năng diễn xuất thiệt á. Nói thiệt là trước khi tới đây á, em còn nuôi hy vọng là anh mời em tới là tại vì biết hôm nay là sinh nhật em đó nha. Ai dè. Ủa, mà trong đó là gì vậy anh? Chúc mừng sinh nhật em. Em mở ra xem. Đáng yêu quá à. Đây nè, hợp với em không? Đây là bản dự thảo tiềm năng chiến lược với hệ thống Blue Sky. Anh xem qua giúp em nha. Cảm ơn anh. Em hứa sẽ không chạy deadline với anh. Xong đi. Chuyện tối nay... Em biết rồi ạ. Thì ra deadline. Trời ơi, coi cái gì mà cứ chuyển kênh tới chuyển kênh lui hoài, nhức đầu muốn chết luôn vậy đó con. Coi cái nào có một kênh thôi. Wow, chị biết sao hôm nay có gì vui cả. Sao nghe vui hả? Quá wow, mẹ, dĩ nhiên Song Nghi đang đeo vòng tay, vòng tay anh Toàn tặng đó. Vậy hả? Sao con biết của anh con tặng? Trời ơi, nhờ vụ này mà con lời được cái iPad mà. Trời ơi. Dạ, xin phép cô cho con.
xong ngay. Có người cùng tên với em kìa. Trời ơi, bạn gái anh Toàn kìa mẹ. Không ngờ ổng vô tâm như vậy mà cũng tặng đồ cho ta lấy lòng nữa. Vậy mà hỏi cứ chối tới chối lùi. Anh, bạn gái lên TV khoe đồ anh mua tặng kìa. Đó cái vòng tay kìa, thấy chưa? Em nói linh tinh như vậy hả anh? Ừ. Trời ơi, còn giấu nữa kìa. Lén lén lúc lúc chi vậy anh? Hai hết rồi kìa. Vậy chứ mà cả nhà hỏi mẹ hỏi là chối tới chối lùi vậy á. Xinh, cái mặt đó mà mẹ thấy là con dễ quý cái vòng tay này lắm nha con. Cái đó con cần nâng niu cái đó. Bạn Hiền ơi, tôi tiêu rồi, tôi tiêu thật rồi Tính ơi. Tiêu cái gì mà tiêu không biết nữa à? Râu hết mọc, bây giờ thêm cái tật khoái kem dưỡng da, thậm chí giờ dòm gái đẹp á mất cảm xúc, không còn một cái gì gọi là hứng thú của thằng đàn ông. Vậy không còn tiêu là cái gì nữa? Do tại anh suy nghĩ cái chuyện đó hoài, anh mới nghĩ như vậy thôi. Không phải, đó là do triệu chứng hóc môn nam bắt đầu nó cạn kiệt. Anh hiểu không? Anh biết không? Trời ơi, tôi không còn là đàn ông nữa. Không anh vậy đi, tôi tìm cho anh một liều hóc môn nam nha. Được hả? Là tôi sẽ trở lại đàn ông hả? Ừ. Tôi mất nhiều lắm đó. Vậy thì tìm đi. Tìm nhiều nhiều vô. Nhiều nhiều vô nghe chưa? Rồi xong. Gì xong? Tôi thêm ống nữa chứ. Trời đất ơi, người ta có một ống thôi, còn anh là tới ba ống rồi đó. Trời, nhưng mà tôi cái hóc môn nam tôi bị cạn kiệt, là vợ cho thêm ống đi Tính. Anh ba ống anh là siêu nhân rồi đó. Có gì hả? Tôi khoái siêu nhân hả? Y tá đẹp quá. Ủa bác sĩ, gì cơ? Cái thuốc hồi nãy đâu phải là thuốc hóc môn? Thôi kệ ổng, cứ để cho ông tin đó là hóc môn, đừng có nói ông là nước biển nghe chưa. Dạ. Làm như có phép màu vậy, hiểu kiểu quá. Mình đã trở lại thành thằng đàn ông rồi, như một mảnh hổ rồi. Ô, đẹp quá. Đồ dạ dê. Dê à? Còn ham hố. Có nghĩa là 100% phong độ đàn ông của mình đã trở lại rồi. Tôi sẽ dạy cho ông Hạnh trở thành một nữ công gia chánh. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi sẽ gửi cho chị một ít tiền, coi như là đó là tiền học phí nha. Chú làm giả hợp đồng để tham ô số tiền đó, có đúng vậy không ạ? Chú lần họp của năm sắp tới, tôi sẽ trực tiếp thông báo chuyện này cho tất cả mọi người. Chú lo liệu và giải thích đi. Nhưng mà con tưởng chỉ có nước sôi là được rồi. Ở nước ngoài chỉ cần bỏ nước sôi vô nấu là ăn được á cô. Nước sôi thì nó lạt lẹo lắm con, phải có xương vô thì mới đậm đà. Nhưng mà mì gói cũng đổ nước sôi vô mà cũng đậm đà vậy. Là mì gói nó có gói gia vị, thì bỏ gói gia vị của mì gói vô đây là nấu nè. Phó giám đốc Đàm Bang đã tham nhũng số tiền của con quỷ lên đến 1 tỷ đồng. Ông có điều gì thấy không? Sự thật đã rõ ràng rồi, giờ tôi còn không biết nói gì nữa. Giờ công ty xử tôi làm sao, tôi chấp nhận hết. Tụi con đừng khóc nữa. Ăn đi. Ta hận nhà họ Quân. Đón xem tập 100 sitcom Ngôi Sao Khoai Tây phát sóng vào lúc 19:55 thứ tư ngày 23/1/2019 trên kênh HTV7. Tất cả phiền lo đều là ngọt ngào thế thôi, cứ vô tư ngày thằng thời lo chỉ cái chuyện ông trời. Giấc mơ đời ta chỉ có thể tự mình vẽ ra, và trong bức tranh này một ngày luôn luôn có cả gia đình ta. Rồi à, cãi nhau chuyện chuyện cả gia đình ta. Ngôi Sao Khoai Tây.